Holy shit, Pokemon mà nó nổi như thế này à, không thể tin được. Hãy xin chào mọi người đã đến với channel của mình là Gat đây. Và hôm nay mình sẽ gọi là review mod tên này tê. Ok, như các bạn thấy thì mình đang cầm một cái bazooka mod tên này tê, nhưng mà kiểu có mấy cái này để chơi thôi. Mod này dành cho những ai thích phá hoại hay là thích phá map gì khác nha. Mình nói vậy thôi chứ cài mod này vào kiểu làm tên này tê cho vui thôi, kiểu dùng tên này tê để phá hiện những cái công trình hoặc là phá hủy hang động để đi mai thôi. Như các bạn thấy thì rất là nhiều TNT luôn, mình sẽ gọi là test hết cho các bạn xem. Trên tay mình thì có một cái bật lửa gọi là bật lửa God. Đúng ta. In story đó. Một cái gọi là bật lửa rất là đẹp. Ok, thì một cái gọi là C4 để mà gọi là nổ. Cái này bấm cái là cái kích hoạt cái bơm nó nổ đó các bạn. Còn cái này một cái kèm gọi là phá hủy TNT kịp lúc và sau đó. Ok, bazooka thì mình cắt đi tại vì mình chưa biết cách dùng. Ok, đây là mình sẽ test trước là cái mình đây, cái mình đây các bạn. Đây mình mới test ra hồi nãy vụ nổ cho đây nè, mình sẽ test ở đây. Ok, bấm cái coi. Cái này nó không kích hoạt à, nó không kích hoạt được các bạn ơi. Chắc là mình phải đạp lên thôi. Đây kiểu đạp lên nó sẽ nổ các bạn. Đây đấy, bùng đấy, các bạn thấy chưa. Để mình test cho con gà xem nó có nổ chết con gà hay không. Đấy, khi các bạn đạp như thế này mà đứng thì nó sẽ không nổ, nhưng mà chạy xem nó sẽ nổ. Đó là ta cách để dùng chim mình này. Đạp lên nó sẽ không nổ nha, nhưng mà chỉ cần nhảy khỏi cái đó thôi nó sẽ nổ. Lập cách nào đi. Ui đấy các bạn thấy chưa, quá là nguy hiểm luôn, có thể gây chết một con heo lập tức. Ủa, không chết con heo luôn, quá ghê thiệt chứ. Thì ra nổ sáng nó mới chết các bạn, nổ gần nó sẽ không chết. Nổ kiểu hơi gần thôi các bạn. Đấy, nó sẽ gọi là có hao có một máu thôi. Ok, đó là những gì mình biết về trái bình này. Tiếp theo đó là về cái trái TNT nha. Sao trời bơm lắc gì đây. Ok, tiếp theo là mình sẽ test cái bơm đó là Platinum. Đây là cái bơm có một cái thanh ngang để mình thử xem. Đấy. Đâu hết rồi. Thì cái bơm này nó sẽ làm phẳng cái mặt bằng vô đây các bạn. Thì ra là vậy. Xin nhiều bơm thế này. Đây là cái Platinum mình đã test. Tiếp theo đó là trái Multi, đó là nhân hai trái TNT đó các bạn. Đây. Cái gì vậy? Mình chưa thấy được cái gì nha. Cái bơm đó là sao các bạn? Mình chả hiểu. Sao nó lắc vậy ta? Mình vừa bị đứng máy rồi các bạn. Holy shit. Không hiểu cái bơm đó làm thế nào mà nó bay đi mất rồi. Hơi lắc nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không thể tin được. Bơm trôn à, nó không nổ mà nó kiểu nó quăng vậy thôi. Holy shit. Phải cái bơm được chứ. Ok, trôn lin 2. Sao nó giống một cái tên người ta thường vậy đó. Ok, mình đến cái trái bơm trôn lin 2. Mấy cái bơm này lại vậy ta. Không thấy cái gì luôn nha. Mình không hiểu tại sao lại không thấy được mấy trái bơm đó. Ok, kệ nó đi. Đó, mấy trái bơm trôi thôi. Bỏ qua bên đây. Tiếp theo đó là một trái Bunky TNT. Một trái chắc độc hay sao, mình thấy ở dưới này nó có chắc độc nè các bạn. Hình như nó kiểu mấy trái này nó bị lắc rồi. Holy shit, làm sao đây. Lắc rồi các bạn ơi. Kiểu mình không lượng được mấy cái thứ này luôn. Có lại mấy con quạt thì mình nghĩ là nó sẽ không cử động được, bởi vì thế giới của mình đang bị lắc. Thấy các bạn thấy chưa? Đây, qua không được luôn. Holy shit. Cứu tôi má ơi. Thấy
khác thì mình đang ở một thế giới khác ngoài cái thế giới của mình, một cái thế giới là siêu phẳng nhưng mà gọi là có cây cối. Ok, tiếp theo mình sẽ tới cái bom nucli. Đây, đây là một chiếc bom gọi là hạt nhân đi. Kiểu mình móc cái nó biến mất, mình cứ tưởng là nó bị lắc thôi chứ. Các bạn thấy nó có nổ hay không? Mình thấy thì không có cái gì vậy đó. Nổ đi bé ơi. Không có động tĩnh gì hết. Nhưng mà kiểu thế giới mình đang lắc lắc. Ồ, nó sắp nổ hay sao đó các bạn. Kiểu cái bom này nó mạnh lắm. Ui, test cái bom này ghê quá. Kiểu máy mình test xong cái mod này chắc mình đập máy luôn quá. Các bạn thấy cái gì xảy ra con mình thấy cái gì hết. Lắc quá đi. Lắc vào mấy con quả nó còn hú nữa chứ. Cái bơm làm sạch à. Nó tên là clean. Mình nghĩ là nó sẽ làm sạch à. Cái gì đó. Lắc thế bà ơi. Nổ đi. Nghĩa là chắc tới năm sau nó mới nổ quá các bạn. Mình không biết những con trong mấy trái bơm này có trái bơm nào mà phá hủy luôn cái thế giới này luôn không. Gọi là một trái bơm phải nói là rất là mạnh. Nhưng mà mạnh đến nổi mà máy mình không chịu không nổi luôn. Nghĩa là cái bật lửa hay là do cái bật lửa ta. Mình dùng cái bật. Ui các bạn nghe tiếng gì không? Nó nổ rồi. Nó nổ sao mình không thấy gì trời. Các bạn nghe tiếng nổ rồi đúng không? Nhưng mà mình chả thấy cái gì luôn. Đây là cái chỗ mình đặt chơi trái bơm nè. Mà nãy giờ xoay qua xoay lại cũng không thấy gì hết. Holy shit, một cái bơm mà nó nổ như thế này à. Không thể tin được. Mấy lần trước mình test mấy cái mod bơm gì nó có nổ như thế này nổi đâu. Các bạn nhìn này, một phạm vi rất là rộng luôn. Phải nói là rất là lắc, mình không thể di chuyển được rồi. Con chuột. Oh my god. Test mấy cái này chắc máy mình nó hư luôn quá. Gọi là xuống cái tầng, nó nổ xuống cái tầng đá nền luôn các bạn. Sâu như thế này mà nó nổ xuống. Các bạn nhìn này. Shit. Cái gì vậy? Mình không thể tin vào mắt được là trái bơm nó nucli này nó nổ to như thế này luôn. Mình nghĩ là trái bơm này nổ to nhất trong tất cả các mod luôn quá. Các bạn nhìn này, làm gì có trái bơm mà nó nổ to kinh khủng thế này. Holy shit. Chắc mình phải chụp một tấm ảnh kỷ niệm quá. Không thể tin được. Để mình tìm xem nó nổ ra có cương không. Kiểu nó nổ quét sạch luôn các bạn. Nó không để lại item để mình lượm. Đây mình đã phát hiện một kim cương. Đây. Để mình test tiếp theo. TNT 1x2. Nó để lại mặt nền nè. Quá đẹp luôn. Wow, thật là kinh khủng. Một trái bơm phải nói rất là lắc là lắc. Ok, mình sẽ tiếp vài trái nữa. Mình sẽ kết thúc hành trình. Nó cháy luôn cái cây nè. Phóng xạ. Nghĩa là phóng xạ lửa đó. Ok, mình là dùng cái đồ thường. Cái tên là tên thường các bạn. 1x2. Nó rất là nhỏ luôn. 1/2 chứ 1/2 của trái TNT. Đây là nhân 10 nè. Nhân 10 thì nó hơi lâu một tí. Nhân 10 các bạn. To gấp trái TNT thường. Đây là trái nhân 10 mình đã test qua. Tiếp theo là nhân 1000. Holy shit. Nghĩa là nó hơi to gấp mấy cái lần cái nhân 10 luôn á các bạn. Nhân 1000 mà. Để xem to hơn cái hố khủng bố kia không. Nổ đi cưng ơi. Nhân 1000. Nó nhấp thí thôi các bạn. Nó không có nổ. Nó biến mất rồi. Chắc chắn nó sắp nổ rồi. Nó lắc lắc rồi nè. Cái tiếng nổ rồi. Holy shit. Holy. Cũng bộ bằng một phần cái bên đây rồi các bạn. Holy shit, đây là nhân 1000. Đây, các bạn nhìn thấy cái hố bên đây đúng không? Đây, nó to rồi. Nhưng mà cái hố bên đây thì nó to hơn một bé một tí nè. Holy shit. My god. Nó to quá ra. Nhưng mà nó không to đến nỗi mà xuống đá nền đâu các bạn. Con heo nó vẫn đứng. Wow, con heo thằng kỳ các bạn. Đây là nó sót sót sau nổ và con gà. Đây, nhìn mấy con gà nó đứng nhìn. Mình nghĩ là con heo đã sẽ không đi được vậy vì nó không dám xuống đâu, xuống thế nào nó cũng chết.
Đây là nhân 100, ui mình đến nhân 100 với nhân 1, nhân 1000 nhầm vô. Ui có cái lèn kìa, ngon. Siêu phá hủy luôn cái lèn đó. Mình là kẻ phá hoại mà đúng không? Bây giờ mình là kẻ phá hoại nắm trong tay những cái bom khổng lồ. Nổ đi bé cưng. 100 chắc là mình nghĩ là có một xí thôi. Đây, đây là nhân 100 nha các bạn. Wow, cũng to đấy chứ. Phá hủy không đến nổi một cái lèn đâu. Ô, cái lèn đây nè. Không biết ở trong nhà thợ rèn có gì không. Có giáp sắt với lại táo. Trái này mình test rồi, multiplayer mình test rồi. Hay test rồi đúng không ta? Trái này là mình test rồi các bạn. Thì mình sẽ test trái Spiro. Sao có hình Naruto thế này? Hình cái bụng của Naruto. Mình nghĩ là nó sẽ nổ ra cái gì đó. Ui shit. Cái gì vậy? Nó nổi ra một cái vòng xoáy rất là đẹp luôn các bạn. Cái làng của mình, holy shit. Đây các bạn nhìn thấy nó nổi vòng xoáy rất là đẹp luôn. My God. Không thể tin được tới một trái TNT mình có thể nổi ra một cái vòng xoáy như thế. Tiếp theo là trái TNT tên lửa, homing tên lửa các bạn. Đây, để xem nó có nổi ra một cái trái tên lửa không. Người sẽ nổi ra một trái tên lửa thế này. Đây là một trái tên lửa. Nó phóng xuống kìa các bạn. Nó từ đây nó phóng xuống rất là nhanh luôn. Đây là một cái tên lửa. Ra là một cái tên lửa như thế. Mình cứ tưởng một cái tên lửa như thế này chứ. Ok, tiếp theo là Combat TNT. Một cái TNT, trong đây có một cái TNT. Mình không hiểu lắm. Nổ đi bé cưng, nổ đi bé cưng. Thì ra là mưa à. Đây, chuẩn bị nổ đây. Ui. Holy shit. Cái mặt đất nó hình chấm luôn rồi. Ok, mình nghĩ là test thêm vài trái nữa cho các bạn xem. Bên kia thì chưa test cho ta. Bên cái bên kia mình test cho ta không biết nữa. Sticky nè, Cholin MK, Cholin rất là nhiều nha. Lightning nữa nè. Andro, Lava nè. Ocean nè. Mình sẽ test cái Ocean đi. Mình nghĩ là nó là nước hay gì đó. Tại nó có hoàng sóng. Đây, mình nghĩ là sóng hay là gió gì đó. Ocean là gì ta? Mình chưa rành tiếng Anh về cái chỗ này. Mình nghĩ là gió hay là sóng gì đó. Nước. Quải đi chứ. Một cái tên nổ ra một khu vực nước các bạn. Rất là đẹp luôn. Một cái hồ. Một cái hồ nhân tạo do một cái TNT làm nên. Đây là Andro. Một cái trái TNT cung tên. Chuẩn bị. Đế phái. Cung tên bắn như thế có ma mới chết được đó các bạn. Ok, tiếp theo là Lightning. Sấm sét nha các bạn. Đây nó nổ sấm sét rồi đó. Holy shit. Không thể tin được. Cái TNT gọi là rất là mạnh. Anh xương tái luôn các bạn. Anh xương đen thù lùi luôn nè. Rất là sợ cái TNT này. Tiếp theo đó là chất dịch nha các bạn. Vậy nó sẽ nổi mấy cái chất xanh xanh á. Không có à. Làm cái TNT dởm các bạn. Chả hiểu tại sao lại có cái TNT đó. Lava Ocean. Hồ lava các bạn. Hồi nãy là hồ nước, bây giờ là hồ lava. Đây nó có lava nè. Holy shit. Cái hồ lava. Cái này nó biến thành hát gì thật. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mình tưởng tượng cái bơm này mà nó phá hủy cái chỗ mình ở sao ta. Chắc là gọi là kinh khủng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video video phá hủy những cái TNT của mình. Đừng quên để lại cho mình một like để mình review những cái mod hay hơn cho các bạn xem nha. Bye bye. We'll be right back.
trong trong.